xin Kim Quốc Tiến. Nếu thực sự bạn đang tìm kiếm một mẫu chậu rửa hay còn gọi là lavabo sử dụng cho nhà vệ sinh thì hẳn là cái mẫu chậu lavabo hôm nay Vân giới thiệu sẽ là một cái option khá là thú vị ha. Thì mọi người có thể thấy thì cái mẫu lavabo này đây có cái kiểu dáng tròn bên ngoài như thế này, tròn rất là đẹp và nước men sáng bóng cũng như là hạn chế bám bẩn. Thì lavabo cũng có kích thước khá là đơn giản, với lại có thêm một cái cấu tạo đó là có thêm cái lỗ thoát tràn và lỗ xè ở dưới thôi, rất bình thường và đơn giản. Đây, điều đặc biệt ở lavabo này mọi người có thể thấy thì lavabo thay vì phải sử dụng chân treo hay là chân dài như bình thường thì lavabo này có thiết kế trụ sẵn xuống dưới rất là đẹp, rất là đẹp và tự nhiên độc lạ. Thì đi chung với lavabo này thì chúng ta cũng có thể sử dụng vòi lạnh hoặc là nóng lạnh, cái đó là tùy vào nhu cầu và sở thích của từng gia chủ. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm này, mọi người đừng quên click vào link phía dưới nhé. Mọi người cũng đừng quên like, subscribe cho kênh siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Chào tạm biệt.